Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhuộm nâng tông trước. Nhuộm nâng tông là nhuộm như thế nào? Bây giờ chúng ta tìm hiểu này. Ví dụ như tóc khách hàng đang màu tóc tự nhiên, tức là nền 3, và khách hàng muốn nhuộm là nền 6, là 6.3, được chưa? Tức là mình nhuộm nâng tông là cái nhuộm màu sáng hơn cái màu tự nhiên của mình. Ví dụ như khách vào đang là nền số 3 màu đen nguyên thủy, mà bây giờ họ muốn lên nền 4, nền 5, nền 6, bất cứ nền nào mà trên cái nền 3 là gọi là nhuộm nâng tông. Còn ví dụ như trường hợp mà khách mà nhuộm đang là cái nền 7 này, họ muốn hạ xuống thì là nhuộm hạ tông. Còn họ muốn nhuộm lại cái màu cũ là nhuộm ngang tông. Các bạn hiểu chưa? Hiểu nâng tông, hạ tông và ngang tông chưa? Rồi bây giờ cái nâng tông trước nè, thì khách đang là level 3 nhưng mà bây giờ họ chọn 6.3, thì mình sẽ sử dụng công thức hồi nãy chúng ta sẽ nhuộm này. Chúng ta sẽ lấy màu mục tiêu là màu gì các bạn? Màu mục tiêu là màu gì? Khách chọn màu gì? Màu mục tiêu khách chọn là có phải là màu 6.3 không? Màu nó vàng đúng chưa? 6.3. Nếu như mình đọc chuẩn là đọc như thế nào? Nền vàng sậm, màu vàng ánh tự nhiên, đúng chưa? Hôm bữa mình học rồi, không là ánh tự nhiên, không có cái gì sau là ánh tự nhiên. Số 3 là màu mít, đúng chưa? Là màu chính á. Số 6 là nền, đúng chưa? Nền vàng sậm, màu vàng ánh tự nhiên. Còn nếu như 33 thì có phải là nền vàng sậm, màu vàng ánh vàng. Còn nếu như mà 34 thì đọc sao? Nền vàng sậm, màu vàng ánh đồng, đúng không các bạn? Hôm bữa là thuộc chưa? Về học thuộc cái này nha, cái này quan trọng á. Chứ còn không mà khách vô khách hỏi là 6.34 là gì em, lúc đó chờ em xíu em lấy vợ đã, là hơi mệt đó. Hiểu chưa các bạn? Mình phải học thuộc. Thì khi mà khách hỏi em là 6.34 là dạ chị, màu này là màu nâu vàng đồng, hoặc là nâu vàng ánh đồng, hoặc là nền của chị chọn là nền sáng vàng sậm, được chưa? Màu là màu vàng nhưng mà ra ngoài nắng ánh là ánh đồng. Mình giải thích như vậy họ rất là chi tiết, rất là cặn kẽ cho họ, thì họ nghĩ mình là người am hiểu. Các bạn hiểu chưa? Mình hiểu sâu. Nhưng còn cứ cầm u ở thôi, để em đi mở vợ em tìm em xem rồi em trả lời chị là chết luôn á. Hiểu chưa các bạn? Là vậy, nhớ về học thuộc nha. Học thuộc nền, học thuộc màu mít, thông số kỹ thuật màu mít. Thì trong thông số kỹ thuật màu mít là gồm có cả màu ánh luôn rồi đó, được chưa? Chỉ cần học thuộc màu nền và màu mít là các bạn đọc được bảng màu rồi, được chưa? Rồi ok, vậy thì khi mà khách họ lựa chọn màu 6.3 nhuộm nâng tông nhá, 6.3, thì các bạn sẽ sử dụng công thức là màu mục tiêu. 6.3 này là màu mục tiêu đúng không? Còn với màu mít để làm gì? Còn với màu mít để làm gì các bạn? Nâng cái gì? Còn với màu mít là để làm cho nó tươi cái màu, tươi màu vàng lên, đúng chưa? Còn với mít. Rồi còn với màu gì nữa? Trong cái nền số 6 nó màu ẩn là gì? Màu ẩn là màu gì? Hả? Xe số 6 á, là màu cam đúng không? Màu ẩn nó có phải là số 6, nền số 6 nền cam không? Màu cam không? Vậy thì màu cam thì màu gì sẽ khử màu cam? Màu cam là màu gì các bạn? Màu gì khử màu cam? Đối nghịch nhau đó, cái ngôi sao màu á. Đối diện với màu cam là có phải là màu blue không? Các bạn xem lại đi. Đúng chưa? Đối diện với màu cam là màu blue. Đây, đỏ nè, xanh lá nè, cam nè, blue nè, vàng nè, tím nè. Đúng chưa? Vậy đối diện với thằng blue có phải là thằng cam, thằng đồng có phải là cam với đồng là một nha các bạn. Cam với đồng có phải là blue không? Thì bây giờ các bạn sẽ mix thêm thằng gì? Tại sao mix blue?
để khử cái nền ở trong của cái thằng 6.3 này, hiểu không? Để khử cái nền trong số 6 này này, hiểu chưa các bạn? Rồi còn với thằng nào nữa? Oxy mấy các bạn? Từ nền 3 lên nền 6 là lên mấy nền? 3 nền thì oxy nào lên được 3 nền? Oxy 9 đúng không? Nếu như tóc tơ mạnh có thể sử dụng oxy 6. Nhưng mà nếu như mà tầm tầm tóc trung trung hoặc là tóc to khỏe thì mình đi oxy 9, đúng chưa? Vậy thì có phải là bây giờ chúng ta sẽ có công thức là màu mục tiêu. Đây là cái này là màu màu khách chọn, là màu mục tiêu là 6.3. 6 cộng với lại là mít gì? Mít màu gì các bạn? Màu mít là 033 đúng không? Rồi, cộng với lại là blue đúng không? Là 022 hoặc là 088 tùy theo hãng nha. Oxy vậy thì tỷ lệ bây giờ chúng ta sẽ như thế nào này? 6.33. Bây giờ chúng ta sẽ tính ngược lại. Nếu để các bạn dễ tính hơn thì chúng ta sẽ tính ngược lại. Ví dụ như các bạn xác định là cái chén thuốc đó nhuộm cho cái đầu tóc đó là 200g. Vậy thì 100g thuốc và 100g oxy đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính oxy trước, 100g oxy. Các bạn đổ vô chén là 100g oxy trước, hiểu không? Sau đó các bạn cộng ngược lại. Vậy là 100g oxy với một, đúng chưa? 100g oxy, vậy thì 100g màu thì trong đó nó có màu khử là ở nền 6 là bao nhiêu phần trăm các bạn? Cái nền cao nhất trừ cho nền hiện tại của khách hàng lựa chọn màu mục tiêu á, có phải là nền số 6 không? Vậy thì cái nền cao nhất là nền bao nhiêu? Nền 10. Nền 12 ra trắng luôn rồi đó. Nền cao nhất level 10 mình sẽ trừ cho level hiện tại khách chọn là 6.3 là nền số 6 này, thì có phải là 4 không? 4% đúng không? Vậy thì 4%, 100g mà 4% là bao nhiêu gram? 4g đúng không? 100g, 100g thuốc mà 4% của 100g thuốc đó thì có phải là 4g không? Phải không các bạn? Rồi, bây giờ mình sẽ cộng ngược lại 100g. Bây giờ cái màu mít thì được phép ở cấp độ 6 trở lên, nhưng mà cấp độ 6 thì được bao nhiêu phần trăm các bạn? 6 thì được 5%, 7 thì được 10%, 8 thì được 15, 9 thì được 20, cao hơn nữa thì được 25. Đúng chưa? Thì ở nền 6 là được bao nhiêu phần trăm? 100g mà 5% thì bao nhiêu? 5g đúng không? Rồi, còn lại là bao nhiêu gam? 91g thì nó sẽ ra màu mục tiêu là 91g. Đúng chưa các bạn? Khi chúng ta cộng thì chúng ta cộng ngược, nhưng mà khi mà chúng ta tính là chúng ta tính xuôi lại cho nó dễ, hiểu chưa? Thì có phải là chúng ta sẽ pha một cái chén thuốc nhuộm cho khách hàng đang mong muốn là 6.3, chúng ta sẽ pha là 91g là 6.3 cộng với lại là 5g 033 để tăng cái độ tươi của cái màu vàng lên. Rồi các bạn cộng thêm 4g máu blue để làm gì? Khử cái ánh sắc đỏ bên trong cái nền số 6 là màu cam, được chưa? Cộng với lại oxy 9 hoặc là oxy 6 tùy theo chất tóc. Oxy 9 thì tóc to cứng, còn oxy 6 là tóc tơ mạnh, được chưa? Rồi các bạn nhuộm thôi.